Trong danh sách này á, tổng cộng mà mọi người quyên góp cho người nghèo á là hết 38 triệu. Tại sao chị đưa cho người ta chỉ có 28 triệu thôi vậy? Chị giải thích đi. Ủa chị, thì tôi nhận được 28 thì tôi giao cho người ta 28. Bây giờ chị hỏi 38 tôi biết ta nào 10 triệu đâu ra trời. Chị nhận bao nhiêu tiền? Dạ em mới nhận được có 28 triệu. Là chị nhận đủ 28 triệu luôn phải đúng không? Dạ. Là chị lệ đưa cho chị hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong danh sách này á, em xem xét lại là tổng hết là 38 triệu. Còn có rất nhiều người đã quyên góp cho chị mà chị chưa có ký tên luôn. Như vậy là sao chị? Người ta đã đưa tiền và xác nhận rồi mà tại sao chị không ký tên là như thế nào? Thì đúng mà như vậy bây giờ đó, khi nào tôi nhận được tiền đó tôi mới ký xác nhận là nhận tiền. Đằng này tôi không có cầm tiền mà bị tôi ký, sao tôi ký? Tôi biết là lấy tiền đó tôi bù vô, tiền đâu tôi bù vô. Đây nè, cái phần của tôi nè, 4 triệu nè, là tôi có quyên góp vô đây 4 triệu mà không có ký của tôi là sao? Chị ơi, bữa chị chỉ nói chị quyên góp số tiền vậy á, mà chị ký tên chị, mà có cuộc gì chị nói không à, mà chị đâu có đưa tiền qua cho tôi, mà chị không có đưa tiền, chị bị tôi ký xác nhận là sao? Đâu có được vậy đâu. Khi nào tôi nhận đủ tiền tôi mới ký. Đằng này mấy chị chỉ nói không à, mà không có đưa đồng nào hết trơn á. Tiền đâu có tới tay tôi đâu mà biết tôi ký xác nhận tiền. Trời ơi, chị nói ngang ngược là chữ ký của tôi nữa nè. Đây nè, cái phần của tôi á là tôi có quyên góp 4 triệu. Tôi đưa tiền tôi mới ký tên. Phải không bà? Đó, tôi đưa tiền tôi mới ký tên. Chứ đâu phải mà tôi không quyên góp vô làm sao tôi ký tên vô đó làm chi? Chị cứ vậy hoài luôn. Tôi đã nói tôi chỉ nhận được 28 triệu thôi. Bây giờ cứ nói là 38 hoài luôn. Tôi biết lấy 10 triệu đâu mà tôi đòi bù vô. Hả không, chị nói vậy là không có đúng. Cái người nào mà đưa tiền người ta mới ký vô đây, chị mới đưa người ta ký. Còn người ta không đưa tiền chị đưa người ta ký vô là đâu có được, không bao giờ có. Rồi còn mấy người bạn của tôi nữa cũng đi lại, cũng có quyên góp vô đây luôn, cũng ký tên luôn nữa. Rồi làm sao? Chị nói tôi quyên góp số tiền như vậy, rồi mấy chị ghi tên, mấy chị ký. Chị chỉ nói không mà nói bằng cái miệng không, nói suông không à. Mà đâu có đưa tiền, tôi đâu nhận được đồng nào đâu. Mà biểu tôi ký xác nhận là sao? Mà sao tôi ký xác nhận nhận tiền được, trong khi tiền tôi chưa cầm trong tay. Đúng chưa nè? Bây giờ á, bên đây em cũng không có nói nhiều với chị. Còn muốn á thì ba mọc một lời cho ra lẻ đi. Thì tôi nghĩ như vậy đi, cây ngay không sợ chết đứng. Nhà cửa tôi ở đây á, chị cũng biết, chị muốn gì cứ qua bên đây. Mình nói chung một hỏi với nhau, đi quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo, mà có lý do gì tôi ăn chặn ăn bớt sống dơ vậy đâu. Đúng á, là quyên góp cho người nghèo, người ta quyên góp bao nhiêu thì mình giao bấy nhiêu. Trong khi đó trong danh sách này tổng cộng á là 38 triệu, mà chị đưa cho người ta chỉ có 28 triệu thôi, còn 10 triệu đó đi đâu? Thì tôi đã nói rồi, mấy chị muốn gì cứ qua đây, tôi không ăn chặn ăn bớt gì tiền của ai hết á. Em tắt máy đi, bây giờ mình kéo nhau qua bên nhà bà. Mấy người muốn ba mặt một lời thanh minh thanh nga vậy á, nói đi. Đây nè chị, trong danh sách những người mà trao tiền cho người nghèo á, ủng hộ người nghèo á, tổng ở đây là 38 triệu. Nhưng mà có những người như là chị Thiện nè, chị Quỳnh nè, chị Hồng nè, ba người này đã ký xác nhận rồi nhưng chị chưa ký xác nhận. Trời đất ơi, từ bển qua đây chị nói một câu chuyện nó hoài vậy chị. Bây giờ á, chị khẳng định là chị không có lấy 10 triệu đúng không? Ừ. Vậy thì hôm bữa em thấy chị nhận tiền của chị Thiện với bạn của chị Thiện, rồi chị bỏ vô phong bì của chị Hồng, rồi tại sao chị rút ngược ra? Ủa bữa mình thấy sao bạn nói? Bây giờ mình nói. Tại vì hôm bữa em không có nghi ngờ chị. Em chỉ nghĩ á, là chị kiểm soát tiền nên là chị làm vậy thôi. Còn cái này á, là bây giờ có bằng chứng rõ ràng là đã thiếu 10 triệu. Vậy thì cái hành động của chị bữa hổm là sao? Ủa tao có làm gì đâu, tao nhận 28 thì tao đưa 28 thôi. Mày thấy lúc đó sao mày bắt tao đi? Chị đừng có ngang ngược như vậy. Chị Thiện và bạn chị Thiện cũng đã xác nhận là có đưa tiền cho chị và đã có ký tên. Và chị Hồng cũng nói á, là chị có nhận 28 triệu. Ủa biết đâu hả, nó nhận 38 nó nói 28 rồi sao? Nè chị, chị xác nhận với em là chị đã nhận có 28 triệu thôi và chị đưa cho chị Hồng chỉ có 28 triệu. Ở đâu ra 38 triệu mà chị nói như vậy? Thì nhận 28 đưa 28. Em nói cho chị nghe, dù gì chị em mình cũng là chung hội với nhau. Chị có lỡ xài 10 triệu đó thì chị trả lại cho người ta và quyên góp đưa lại chị Hồng đi. Rồi em nói với Mạnh Thường Quân bỏ qua câu chuyện này cho, chứ chị làm như vậy là không có đúng. Đúng rồi chị, ở đây á mình chung hội nên là tụi em giải quyết im đềm như vậy. Còn chị mà không nhận nữa thì là tụi em đưa chị lên xã đó nha. Tao có làm gì đâu, bắt tao nhận. Vậy thì giờ chị giải thích đi, 10 triệu đó chị lấy đi đâu, chị làm cái gì, chị xài hết rồi đúng không? Thì thôi bây giờ á, dĩ lỡ rồi thì thôi mình cứ giải quyết cho nó im đi, đừng có để xảy ra rồi rùng trời đất lắm á, mắc cỡ nữa. Đây nè chị xài tiền của Mạnh Thường Quân quyên góp cho người nghèo như vậy là không có đúng, trái với lương tâm của mình lắm. Chị á, gán kiếm tiền và trả lại cho người ta đi. Tôi xài hết rồi, tiền đâu trả. Sao mà chị ngang ngược quá vậy? Ngang ngược gì? Ủa thì cái số tiền đó tôi cũng đã được nhận mà, tôi cũng phải bà bỏ công bỏ sức của tôi ra, tôi phải chạy chỗ này chỗ kia, tôi cũng được hưởng ra, cũng đáng được hưởng số tiền đó chứ bộ. Chị Lệ, nếu mà chị nói vậy á thì chị không có nghĩ là tại sao chị tham gia cái hội này hả? Tụi mình á không có tiền để quyên góp cho anh ta thì tụi mình mới quyên góp của Mạnh Thường Quân.
Cái đó mình làm bằng cái tâm mà chị. Đúng rồi, mình phải lấy cái công sức của mình ra để quyên góp cho người nghèo. Nhưng mà cái số tiền đó tôi cũng đã được hưởng mà. Bây giờ em không có nói nhiều với chị nữa. Nếu mà chị không bỏ 10 triệu đó ra thì Dung, em lo chị lên xã giải quyết đi. Chứ mình không làm gì được chị hết trơn á. Dạ, em mời chị lên xã. Nói xã con kỳ á, tao không đi. Mấy người hả, đừng có quá đáng. Tiền này hả, tôi không có trả. Cái gì vậy? Mày buông tao ra coi. Tao đã ăn cắp tiền của ai không? Tiền này của Mạnh Thường Quân quyên góp mà. Mày buông tao ra coi. Tao không đi đâu trơn á. Đó, bà con thấy không? Mạnh Thường Quân á là muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng đừng lợi dụng lòng tốt của Mạnh Thường Quân để rồi ra trục lợi riêng cho cá nhân của mình. Đừng nghĩ trên phim mới có nha. Ngoài đời cũng có đó. Quý vị coi nè, chúng tôi đi từ thiện mà cái chú này nè không cho chúng tôi cho quà cho bà. Không có cho bà. Đã hả? Bà vừa già, bà vừa bệnh nữa. Mà hả? Có thùng mì với gạo à. Mà chú này cũng không cho lấy nè. Mấy người á, mà vô á, trả đồ bà. Rồi giục đồ mấy người ra ngoài đường hết. Cậu Tư, cũng thấy dì Hai khó khăn cho nên là con mới dẫn mọi người để về đây giúp đỡ. Chứ có gì đâu mà cậu Tư làm quá lên như vậy. Mấy người từ thiện đâu mà đi đấy đi. Chứ đừng có từ thiện cho bà. Vợ chồng tôi là không có cho rồi đó. Mấy người á, cho bà, tôi mà về á, giúp đồ mấy người ra ngoài đường hết á. Mọi người thấy không? Cái chú này nè là em ruột của cái bà cụ này nè. Mà hả, chị em người ta á còn giúp đỡ cô mang lẫn nhau. Còn cái này có ai mà như ổng không? Hai chị em mình không? Chị em gì với bà? Ngày xưa mới dành từng miếng đất tiền đám tang của mẹ bà cũng dành. Rồi con cháu của bà cũng phải bỏ bà. Riết mấy người nữa coi bà sống hồi xưa như thế nào. Sống sao á là chuyện của bà. Còn bây giờ á, chúng tôi là cho cuộc sống bà hiện tại bây giờ nè. Vợ chồng tôi nói một lần thôi nha. Dù gì bà cũng gần đất xa trời rồi. Bà ăn thêm tốn gạo tốn cơm của tụi tôi thôi. Cái là cái chú này nè là hả, em ruột của bà cụ này nè. Tao nói mà mày không nghe hả? Trời, chú sống vậy mà chú không sợ quả báo hả? Tao không sợ quả báo. Tao bị ruộng gì á, còn tụi bay ngồi ở đây á là tránh tụi bay đó. Mấy người đi từ thiện đâu đi đây. Dòng họ nhà tôi á không có cần mấy thứ từ thiện này đâu. Chị rủa hả cho gia đình ông tái gia bại sản á, như vậy á ông mới biết thấy thằng là quả báo. Cô nhận đi con, cứ mặc kệ họ nha cô. Có người như thể rác rơm, ngày sau mới biết rác rơm của trời. Tôi nghèo quá mà. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, từ trên xuống dưới họ không coi tôi ra gì hết. Luôn cả người thân, người ta nói nuôi con heo còn bán được ra tiền, nuôi bà già này hao. Nhà của cậu nó cháy rồi kìa. Cháy cái đầu mày á. Nếu mà có cháy á, cháy nhà bà chị già của tao kìa. Con nói thiệt, nó cháy rồi kìa. Thôi mày đừng có xàm. Nhà tao đâu có nấu nướng gì đâu mà cháy. Ê, có khi nào hồi trưa bà nấu nướng sôi á. Rồi bà lo bà cái lộn với mấy con từ thiện kia rồi. Bà quên tắt bếp không vậy? Tôi nấu rồi, tôi quên tắt lửa rồi. Tôi ngồi giờ ghét đi. Trời ơi, nhà của tôi, tiền bạc đến trong nhà. Trời ơi, ông hùng hả? Ông chở vô đó là không có đường ra. Ông biết bỏ lại mẹ con tôi hay sao vậy? Tiền bạc, gia đình tôi bao năm nhìn nhụm mấy chục năm trời. Trời ơi, ông trẻ của tôi vậy. Rồi xong, bà bắt tới tết thiệt. Ê mà công nhận nha, chị đi từ thiện mà miệng của chị nghiệp ghê luôn á. Tụi mày cũng vì tụi mày mà gia đình đó nhà tao cháy như vậy. Vì tại tôi, quả báo đó. Nếu không có tụi mày từ thiện với bà già kia, con vợ tao không để quên nồi nước, cái nhà tao cũng bị cháy như vậy. Trời ơi. Ủa mà sao chú ăn nói gì kỳ vậy chú? Đó là quả báo của ông. Ông nhìn kìa, ngoài đường á chị em người ta cũng mang giúp đỡ lẫn nhau sống tốt hơn. Còn ông á, ông chỉ có mỗi một người chị, ông không biết lo.
ông chỉ biết nghĩ đến cái thù hận cá nhân của ông. Ông sinh thù sinh hận. Bây giờ á, ông ra tình cảnh như vậy nè, ông trách ai? Ông chỉ trách bản thân của ông đi. Ông chờ trừng phạt ông đó. Ông già mất hết chân rồi, mất chân rồi. Giờ tôi nghèo khổ rồi. Hai chị, tôi biết lỗi rồi. Cái thùng mì đó có thể cho tôi xin được không? Bà cũng đã trách người ta, nhục lắm. Ông muốn chồng hay là ông muốn chịu thôi? Hả? Cũng tại ông đó. Cũng tại ông đó mà kiếm chị người ta mới ra nông nổi như vậy nè. Tại bà. Tại bà. Hai anh chị dù gì cũng là anh chị của mình, đừng có vì bản thân mà sống ích kỷ. Ở đời á, quả báo sớm lắm. Mà đừng có nghĩ á, là trong phim mới có nha cả nhà. Ở ngoài đời nó có thiệt đó. Cô ơi cô, cô nhả đâu mà cô ngồi ở đây vậy? Tôi không có nhà. Tội nghiệp cô quá à. Rồi sáng giờ ăn uống gì chưa? Tôi chưa ăn gì hết á. Chưa ăn gì luôn hả? Rồi có tiền mua đồ ăn không? Tôi cũng không có tiền. Rồi chồng con cô đâu? Tôi cũng không có chồng con. Trời ơi, không chồng con rồi không có nhà cửa gì hết trơn. Tội nghiệp cô quá vậy. Trời ơi, thôi nè, không có khóc nè. Con chúc cô á nhiều sức khỏe, lúc nào á cũng bình an mạnh giỏi, xuân đa phước khánh đại bảo bình an nghe không. Con chúc cô lúc nào cũng sống trong an lành của ánh sáng mười phương chư Phật hết trơn á, phải mạnh khỏe nghe không cô. Rồi đây con sẽ giúp đỡ cho cô để mình có một cái nơi nương tựa. Cảm ơn. Thôi đúng rồi anh ơi, con này tội nghiệp lắm. Già cổ hả là chồng chết sớm mà cha mẹ già nua yếu lắm mà bán có một bầy con nữa, thương lắm. Trời ơi tội nghiệp vậy chị, em nghe mà em đứt từng đoạn ruột luôn, em chịu không nổi. Ủa mà em chuyên môn là hay giúp đỡ những người nghèo phải không? Trời ơi may quá, em hãy kêu gọi hay giúp đỡ chị này đi, chị tội lắm, đứt chỉ. Dạ đúng rồi, em quay ở đây là để em giúp đỡ cho cô quá chị, thấy thương quá. Bây giờ có mặt chị luôn nè, là em giúp đỡ cô nè. Mừng dạ. Chị, mừng cho chị được giúp rồi. Trời ơi, nói có sắp mắt có chứ. Nè cô cho cô tiền nè. Cô cầm đi rồi cô gắng dành dụm, cô cất nhà nghe không. Rồi mua đồ ăn đồ nữa nghe không cô. Trời ơi, gắng nha cô. Trời ơi, giữ đi, đừng có ngại. Gắng giữ đi. Trời ơi, rồi cắt nhà cửa, rồi xây nhà, rồi hoành tráng lên. Rồi cho gia đình dòng họ vô ở luôn. Để những người như cô đó vô trong đây tá túc với cô nghe không. Cắt thêm nữa được không? Không đủ hả? Nhưng em thấy đây là nhiều rồi, từ tao nói là góp gió thành bão, rồi nhiều người cho thì mình mới có nhiều được chị, hiểu không? Sức người giới hạn. Thôi cô giữ đi, cô đừng có ngại, mình giữ đi rồi bắt đầu mình mua đồ ăn uống bồi bổ đồ vô. Trời ơi chứ ở đây nè không có chỗ che nắng che mưa, mình cầm tiền này mình dành dụm mình cất căn nhà thiệt là to, rồi vô đó hả mình ở cho thoải mái, rồi mình mua giò heo đồ chân bò gì đó mình về mình ăn tẩm bổ vô cho có sức khỏe. Nhìn mặt cô nè, trời ơi tao nói nó xanh như tàu lá vậy đó, chị thấy không? Xanh chành luôn nè, chị thấy chưa? Đó, thiệt luôn đó, giữ đi. Mừng quá, chị thấy không? Mừng quá, rưng rưng nước mắt nè. Nói không nên lời, chị thấy không? Chị cũng mừng đúng không? Đúng không? Trời ơi, đó, ai cầm tiền của em là cũng mừng hết. Thôi, con giữ sức khỏe nha không? Con đi nha. Cho tôi có 5 ngàn mà biểu tôi xây nhà ở, mua giò heo á. Thôi, tưởng đâu nãy giúp được nhiều, mừng cho chị. Thôi, ai giúp tự nhiên giúp. Biết sao giờ? Tại bà nhà ở đâu vậy bà? Không có. Vậy là bà không có nhà hả? Rồi có con cháu gì không? Không có. Tội nghiệp bà quá à. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha, luôn mạnh giỏi, sống lâu trăm tuổi, rồi xuân đa phước khánh, rồi bà sống trong ánh sáng của hào quang mười phương chư Phật. Tội nghiệp quá à. Thấy thương bà quá à. Con có chút lòng thành nè, con gửi đến bà nè. Bà cầm đi, bà gán bà cầm đi. Rồi bà dành dụm bà mua căn nhà bà ở. Chứ bà không có nhà tội nghiệp bà quá à. Giữ đi, ngại gì không biết nữa. Mạnh giỏi nghe bà. Nè coi nè, đi không nỡ bước luôn nè. Bà mẹ, tưởng nó chơi nhiều lắm mà vô mánh. Vô có 5 ngàn mà đợi xây nhà. Chứ đồ quỷ sứ, quỷ ma gì. Trời ơi, mà sáng giờ sao không có ai để mình giúp đỡ hết trơn vậy ta? Khờ mày tới rồi chùm khờ ơi. Dừng. Trời ơi, mới đi ruộng về đúng không? Đúng.
mà sao tự nhiên mày chặn đầu xe tao như vậy? Thôi đừng có ngại, chưa có ăn cơm gì hết trơn á, trời đúng không? Nè, cái chú ăn sao nè, với bụng nè, mặt xanh như tàu lá luôn. Trời ơi, đói mà cái môi thâm luôn đây nè. Hồi sáng giờ là chưa ăn cái gì hết trơn á, trời nè. Tay chân nè, bụng rủng hết trơn á, trời nè. Đừng có ngại, con mắt nè, thâm đen nè. Trời ơi, trắng giả. Rồi có xe mà không có nhà đúng không? Trời ơi, thấy thương quá, thấy thương hai cha con chú quá. Bây giờ nè, con chúc chú là nhiều sức khỏe. Rồi chúc cho cậu cũng nhiều sức khỏe nha. Hai cha con lúc nào cũng sống trong sự an lành của hào quang mười phương chư Phật. Bây giờ nè, con sẽ giúp đỡ cho hai cha con một số vốn. Cái về hai cha con cắt một cái nhà to to ở. Rồi mình muốn ăn cái gì mình ăn. Rồi, chẳng hạn như mình đi ăn cơm sườn, ăn cái gì đó mà cho mình có sức khỏe lại. Đừng có đi lông bông ngoài đường nữa, đừng có lang thang nữa. Thấy thương quá à. Nè, cầm tiền đi. Trời ơi, đừng có ngại, 5,000 đó về mình để dành mình cất được căn nhà. Rồi mình đi ăn cơm sườn, hai cha con ăn đã đồ luôn. Mình nói xong chưa? Gần xong rồi, nhớ nghe không? Trời ơi, ngại cái gì không biết nữa, trời khoái đầu mày. Ôi, sao lắm đó? Tao khoái vậy? Trời ơi, tao quýnh cho mày khờ luôn. Nè, tao nói cho mày nghe nghe. Tao thấy mày trên TikTok mấy bữa nay là tao thấy mắc ghét rồi. Bữa nay mày gặp tao là mày xui rồi con. Mày nghĩ 5,000 mày bự quá ha. 5,000 của mày á mà cho người ta đứng ngoài nắng ngoài nôi. Rồi xong mày cho 5,000, mày nghĩ sao vậy? Mày hả? Mày tấp chung khờ quá, bữa nay tao cho mày khờ luôn nè. Nè, hào quang nè, tao cho mày hào quang rực rỡ, mày hả mày? Nè, 5,000 về mua thuốc trị khờ uống đi. Mày né mặt tao ra nha. Mọi người ơi, giúp đỡ người khác là một việc tốt, nhưng đừng lợi dụng việc đó để trục lợi cho bản thân mình. Nhất là đưa những hình ảnh của người ta lên mạng câu view, câu like. Như vậy là không tốt. Đừng nghĩ danh phim mới có, ngoài đời cũng có. Ủa, đồ chai này của tôi lụm mà làm gì vậy? Ủa, đồ với chai nhà tôi mà bà nói lụm hả? Lụm là sao? Tôi là canh me bà bao nhiêu lần rồi, hôm nay tôi mới bắt được bà. Bà nghĩ sao mỗi lần tôi đi làm về là bà vô nhà tôi bà chỉ cho chai là sao? Chị coi coi, ba cái dây chai thật là ba dây chai, chị thấy không? Cái tôi có ăn cắt gì nhà chị đâu mà chị nói như vậy? Đồ của tôi bà tiên về tình lụm mà hỏi bà đồ hỏi gì chai là chai hả? Tôi ghét đó, tôi không cho đó. Bỏ ra đây. Ít kỹ vừa thôi chứ. Như cha tôi lụm mà ba cũng lấy lại, nó làm sao? Không cho thì bà gỡ ra, bỏ ra. Của tôi á, tôi không có trả đâu. Tôi lụm mà kinh thật là dê chai, chị thấy có cái đồ gì đáng giá không, dê chai mà. Trời ơi, dê chai trong nhà tôi ghét, tôi không cho. Chẳng thề dê chai này tôi mua không được, mất cuối cũng được nữa. Mà cái thứ như ba hả, tự tiện vô nhà người ta lấy, ghét không cho, bỏ ra. Bà chạy ra. Chị trả, tôi trả. Đó, được chưa? Con đó, mở hai tấc. Nè, đâu phải là cái đống này là của nhà chị không đâu. Của tôi lụm á, từ đầu trên tới xóm làng luôn mà. Tôi không cần biết, đồ trong nhà tôi của tôi. Chị ngang ngược vừa thôi chứ. Trời, tôi khổ mà chị còn ngang ngược nữa. Mà cái gì dữ vậy Hồng? Chị coi nè, mỗi lần mà tôi đi làm về á, cái chai tôi để phía trước nhà vậy nè. Vậy mà tự tiện vô lấy đồ của tôi về mà có tức không? Mà thôi, người ta khó khăn mới đi lượm cho chai, có ở đâu thôi người ta đi đi. Không phải khó dễ gì trơn á, chẳng thề là bả xin tôi cho mà cái này ha, tự tiện lấy là tôi ghét cái tật lấy như vậy đó. Chị coi nè, có phải nhà chai không mà tôi đâu có cách gì đâu chị, mà bả làm khó mới chửi tôi á. Đúng rồi, chị có mấy chai nhựa không à, cho người ta còn hết, nhà mình có tiền á, thôi để cho người ta đi đi. Tôi chẳng thề cho, chẳng thề xin mà cái dòng mà hả, tự tiện vô nhà, trời ơi, tôi nói tôi ghét không cho là không cho. Ôi, chạy đi. Chị đó, muốn trả không trả? Nghe đó, được chưa? Đó, bà xem thấy đồ bả không? Tôi tức quá chứ tức mà. Vô nhà em lấy đồ ngang nghi mà còn hóng hách như vậy nè. Mà cũng phải thôi, người ta khổ tôi mới đi lụm da chai. Có cái gì đâu, ba cái chai nhựa lọ thì không à. Giá đáng gì đâu, làm khó người ta làm chi. Trời ơi, nói chuyện tức thiệt á, nói thiệt ha. Bả mà vô bả xin em đi. Chị ơi, có mấy chai chai này em khổ quá chị cho. Sẵn sàng cho liền luôn. Mà em ghét cái tính là mình đi làm tự tiện vô nhà mình lấy đồ là mình tức cái ghét cái đó mình, em không cho đó chị. Chị coi ba đi. Mà thôi mốt bà cũng đừng có làm vậy. Da chai á thì thiếu gì ngoài á. Có thì lụm, không có thì thôi, đừng có vô nhà người ta. Lỡ lần này thôi, nó bỏ qua cho người ta đi má. Tôi nghĩ cũng dê chai thôi mà. Thật sự mấy cô thấy không, dê chai ba mũ nhựa không mà tôi đâu cấp cái gì có đáng giá đâu. Chị nói em phải ăn cắp hả? Đồ trong nhà tôi chị tự lấy coi như gọi là ăn cắp rồi, chị nói sao không ăn cắp hả? Thì đường nào tôi cũng trả lại rồi.
đó, giờ đó nhìn đi, có phải ve chai ba mũ nhựa không? Tôi cảnh cáo bà lần cuối nha, mai mốt bà không có tự tiện vô nhà tôi bà lấy đồ nha. Cái gì bà nói bà xin thì tôi cho bà, tôi không tức, tôi không tiếc nha. Đừng có tự nhiên mà vô nhà người ta lấy là tôi ghét cái đánh đó. Trời chị ơi, có mấy cái ve chai nè, thôi thấy cô tội nghiệp thì cho cô đi. Mày em đây, mày biết cái gì? Thử nhà mày bị người ta vô ta lấy đồ coi coi mày tức không? Trời ơi chị dữ quá, chị cho bà mấy cái này đi rồi bà lụm bà đi mẹ cho rồi đi. Tao chẳng thèm tao bán này á, tao mua mắm, mua đường, mua muối, còn nữa. Còn cái dòng mà thấy tự ý lấy đồ là tao thấy không ưa, tao không cho luôn á. Mà chị cũng kỳ nữa, thấy giờ ba gia cha chị lụm đầy mà đồ cũng có vậy. Vô nhà người ta lấy kia cho người ta nặng nhẹ mình. Mà thôi, mày nhỏ hơn tao, mày cũng đừng có dạy đời tao nữa. Ôi trời, tôi dạy đời gì bà đâu, tôi chỉ nói vậy thôi chứ dạy đời gì. Cái gia cha ngoài đường á, chị cứ lụm đi. Còn là chị vô nhà người ta là chị sai rồi, trời dạy đời gì trời. Chị Hồng ơi, mấy cái gia cha này không có nhiêu tiền hết á. Chị bán cũng có giàu nhiêu đâu, thôi chị cho bà hết đi. Cho bà đi đi cho lẹ. Mày có thái độ bả đi, bả xin tao á thì tao còn cho, tự tiện lấy đồ tao ghét tao không cho đó. Thôi được rồi, cho người ta đi, nói nãy giờ cũng ăn nghiệp đó. Mà biết sao không, lấy nhiều lần rồi, chưa bắt được quá tan. Hôm nay tôi tức ha, tôi nghỉ làm ha, tôi chịu phạt luôn, cứ bắt bả bằng được. Nè đó, lấy đi, cho bà đó, lấy đi. Lấy đi, gọi cho lấy đi. Thì ba cái chai rồi chị không có nhà làm sao tôi biết tôi xin, thì tôi lỡ vô tôi lấy thôi, chị làm gì chị chửi vô đây đánh tôi hoài vậy. Thôi bà nói gì thôi giờ hả, cô gom vô hết đi rồi đi đi. Bỏ vậy bà, đừng sao không có lấy đồ vậy tôi nữa nha. Cảm ơn mấy cậu, cảm ơn cô. Dạ cô đi. Đúng vậy, trai làm mẹ tao rồi. Thì mốt tao vô tao gom đồ hết, tao giật chồng mày luôn cho mày biết. Mọi người ơi, đừng tùy tiện vô nhà người ta lụm ve chai, người ta sẽ nghĩ mình là ăn cắp ăn trộm và đánh mình đó. Khi nào người ta đồng ý cho thì mình hãy lấy, đừng làm như vậy rất là xấu. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời cũng có bà này nè. Cô chú ơi, cho con tiền con ăn với, mấy bữa nay con chưa có ăn gì, đói bụng quá. Anh ơi, giúp đỡ em với, em bị tật nguyền em đi không được anh ơi. Giúp đỡ em với anh trai ơi, chị gái, cho em tiền em ăn với, em nói bụng quá. Nè, đứng lên mày. Đứng lên. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, tao cấm mày lại đây giả bộ ăn xin, giả bộ tật quyền để xin tiền bà con hả? Mày biết á, bà con ở đây người ta làm cực khổ không, thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng tiền bằng cái mồ hôi, bằng cái sức lực của người ta. Còn mày á, coi trai gái ngay nè, giả bộ què què không, tao đá một cái cho què thiệt luôn á, biết ra đâu. Con lại ông đi qua, lại bà đi lại, cho con vài đồng con ăn, con đói bụng quá. Cô ơi, cho con vài đồng đi cô. Sao con bị cái gì vậy con? Dạ con bị tật, chân con bị tật. Rồi mặt mày con bị cái gì mà đưa cô coi. Mặt con có nhiều vết thương lắm cô ơi, con bị phỏng quá cô. Rồi, phỏng hả? Tội ghê không. Rồi hả, gia đình con ở đâu, cha mẹ con ở đâu? Quê con ở xa lắm, con vô đây con không có người thân, không có cha mẹ gì hết cô ơi. Cô giúp đỡ con với cô. Ừ, tội nghiệp quá. Thôi cô coi đi rồi, cô giúp đỡ cho. Dạ, được rồi cô. Cô giúp đỡ con với cô, con nói bụng quá cô ơi. Thấy cũng tội nghiệp. Thôi nên nè, thôi cô có một chút tiền nè, cho tiền để dành đi mà gom tiền á, mà đi khám nha không, đi bác sĩ nha không. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tội quá. Chị gái, cho em ít tiền em ăn đi chị. Mấy bữa nay em chưa ăn uống gì, em đói bụng quá chị ơi. Chân em bị què em đi không được. Em bị què lâu chưa? Dạ lâu rồi chị ơi. Rồi có gia đình cha mẹ gì không? Em không có người thân, không có gia đình. Nhà cửa em ở đâu? Em ở quê mới vô đây chị ơi. Vô đây là ngủ ở đâu? Dạ em ngủ trong chợ á chị. Ngủ trên mấy cái sạp trong chợ hả? Dạ. Trời ơi, thấy tội quá. Cho em ít tiền đi chị. Em cảm ơn chị. Chị Thi, hả? Đi đâu vậy? Chị đi chợ, thấy con bé này thấy tội nghiệp quá. Nó nói anh ở dưới quê lên, không có nhà cửa gì, tối ngủ trong mấy cái sạp trong chợ á. Rồi bị què chân nữa, không có đi được. Cái mặt nó bị gì chị? Hình như là nó bị phỏng hay gì, nó che lại á. Chị thấy không? Không có nhìn thấy ghê quá à. Thấy nó tội quá.
em còn 10.000 cho luôn. Cảm ơn chị. Em cảm ơn hai chị. Nhớ về á, uống thuốc để đừng bị nhiễm trùng vết thương nha. Dạ. Ăn uống đầy đủ vô nha cưng. Nếu mà hả không ăn uống mà nhịn á, tối nằm ngủ ở ngoài chợ á, gió lạnh là không có ai giúp đỡ đâu. Dạ, em biết rồi. Chị, cảm ơn hai chị. Thấy tội lắm, cho nó tiền đi chị. Giúp nó đi chị, hoàn cảnh nó tội lắm chị. Thôi, chị còn có 50 thì cho em. Cảm ơn chị. Ủa, cái gì bà? Bé này tội nghiệp lắm em. Bị bại liệt cái chân á. Tiền cho nó đi. Không mẹ không nhà cửa gì hết á. Cái mặt bị phỏng nặng lắm á chị. Anh không có em tiền con. Để cho em mượn 20 nha, cho nó mai trả. Thấy nó tội quá. Cảm ơn chị. Bịt mặt về là mặt nó phỏng nặng lắm á chị. Nó không cha không mẹ luôn á chị. Không nhà cửa gì luôn. Tôi chị được nè. Ủa gì vậy? Thấy chưa? Ủa chị, mặt nó đâu có bị phỏng đâu. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày cứ giả què, mày lợi dụng cái lòng tin của bà con. Mày xin tiền của người ta. Mày biết bà con á làm ăn cực khổ đúng không? Người ta thức khuya vậy phải sớm kiếm từng đồng từng cát bằng cái sức lực của người ta. Còn mày thân dài vai rộng gì đó, giả bộ tật quyền, xin tiền cả lết cả đá cả lết. Rồi chiều á đi ăn đặc sản, nhậu bia ôm. Trời ơi, hết nói mày luôn. Thôi mày trả tiền lại cho tao đi. Dạ con không có đâu chú. Con xin lỗi mấy chị, xin lỗi chú. Mai mốt con không có như vậy nữa. Cái thằng ấy chữa trị hay quá ha. Chữa trị cái hết bị què và hết bị phỏng liền luôn. Giả vàng cái gì? Bây giờ tao nói một lần nữa, mày muốn kiếm nghề lương thiện theo cái ý thích của mày hay là mày muốn nhà nước dạy nghề theo cái ý của nhà nước? Thứ này mà phải cho đi cải tạo đi chú ba. Thì chắc phải vậy rồi. Đúng đó. Rồi, cho nó đúng rồi. Dạ. Mấy chị ơi, chú ơi, tha lỗi cho con lần này đi. Con hứa con sẽ không tái phạm nữa đâu. Con hứa con sẽ kiếm công việc chân chính con làm, con không đi lừa gạt mọi người nữa đâu. Không có tha chú. Mày như vậy á, rồi ai tha thứ cho mày hả? Mấy cô chú anh chị ơi, nó cũng có phạm lỗi lần đầu mà, thôi tha cho nó đi, trả tiền cho ta lẹ đi. Không tha gì hết á, mấy lần rồi, lừa đảo người già không à, mà tha cái gì? Thanh niên trai tráng không chịu lo làm mà kiếm tiền, tối ngày ra chợ xin tiền người dân như vậy á, có nhục không? Đi đứng ngồi đồng mày đó. Là thanh niên còn trẻ, còn sức khỏe thì nên tìm một công việc phù hợp để làm. Đừng có lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy là không nên. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngoài đời cũng có đó. Chú coi phải cái bóp này của chú không? Con lượm được á. Có đầy đủ giấy tờ, tiền bạc gì không chú? Ủa? Còn 4 tờ 500 đâu? Hồi sáng ba đem 3 triệu mà. Bây giờ là còn có tiền lẻ 1 triệu mấy, còn không tới 1 triệu nữa. Chú coi kỹ lại đi chú. Chứ chị em con lụm được cái bóp là đem trả lại cho chú liền luôn á. Đúng rồi chú. Kỹ rồi mà, thiếu 2 triệu nè. Ủa chị kỳ vậy? Kỳ vậy? Trời, anh chị có thấy hoặc lỡ gớt ra anh chị cho em xin lại. Không có thấy và không có lỡ gì luôn. Lụm được cái là đem lại trả liền luôn á. Trời đất ơi, anh chị không có lấy cắt bạc nào trong đây hết. Nếu mà anh chị lấy á là không có đem bóp lại trả cho chú đâu. Đúng rồi đó, nếu mà tụi con lấy á, tụi con tham lam như vậy là tụi con lấy hết tiền rồi, giục luôn cái bóp rồi, mắc gì phải đem lại đây cho chú, rồi chú lại nghi ngờ tụi con lấy tiền. Tụi con ơi, cái chuyện này, cái trường hợp này á là chú đã thấy qua rồi. Người ta lụm bóp á, cái gì có giá trị người ta lấy hết à. Chú còn ơi, cái không giá trị đem ra chủ nhà để lấy tiền hộ tạ. Chú nói vậy là không có được. Chú nhìn mặt chị em coi có nhìn giống kẻ gian không mà chú nói vậy. Cũng tùy theo người chứ phải chú ai chứ cũng nói vậy được đâu chú. Dạ không phải anh chị ơi, anh chị hiểu lầm á, em nói là lỡ hay là có thấy cho em xin lại chứ em không có ý nào nói anh chị là lấy tiền của ba em. Anh chắc chắn với em một lần nữa là anh với chị không có lấy tiền của ba em. Người ta không lấy mà kêu người ta lấy sao người ta nhận được. Tôi nói vậy mà cô nghe được hả? Nếu mà tôi mà tham lam á là tôi lấy hết tiền trong đó, tôi giục luôn cái bóp rồi. Chứ tôi đem đến đây trả cho ba cô làm gì? Đúng rồi đó. Mấy đứa ơi, bây giờ á người tốt người xấu không thể nhìn bề ngoài được. Nhưng mà chị em con lấy là không có trả bóp lại cho chú đâu, chị em con đi luôn rồi. Con thề với chú là con không có lấy một đồng nào trong cái bóp của chú hết á. Chú đừng có nghi ngờ con như vậy. Người ta có lòng tốt, người ta mang bóp lại trả cho chú mà bây giờ chú còn nghi ngờ vậy nữa. Chú coi quá đáng lắm không? Con ơi, giờ người tốt người xấu á, không có thể nào mà nhìn mặt mà bắt hình dung được hết á. Chú nhớ lại coi, lúc hồi sáng chú đi chợ, chú có mua cái gì đó không hay là có đưa tiền cho ai không thôi. Chứ tụi con là không có đụng vô một xu một cắc nào luôn. Đúng rồi đó chú. Dạ, chứ bây giờ trong bóp là thiếu tiền thiệt á, nên là cũng khó nói quá. Nhưng mà chị em của anh không có lấy cắt bạc nào trong đó hết. Bây giờ kêu người ta nhận sao người ta nhận được. Hồi sáng á, bà lấy trong bao nhiêu tủ ra đó là 2 triệu. Với tiền lẻ là mấy trăm ngàn nữa là gần 3 triệu. Đi ra chợ á, chưa kịp mua cái gì á, rất mất cái bóp rồi ở về nhà đó. Con thấy con mua cái gì đâu.
hồi sáng ba em lấy tiền đi là em có biết á, nên là trời nhiều khi ba cô lớn tuổi rồi nhớ nhớ quên quên để đâu rồi đổ thừa cho chị em tôi vậy sao được. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ á cô cậu nói thiệt tình đi, có lấy tiền ở trong bóp tôi hay không, nếu không á là tôi kêu công an lại giải quyết á. Chú muốn báo công an đúng không? Con mời chú đi báo luôn, con cho chú địa chỉ nhà chú tới nơi chú tìm luôn. Để em con không có lấy là không có lấy. Đúng rồi, ngay ngay á đâu sợ chết đứng. Tụi con không có lấy thì tụi con đâu có sợ công an. Chú cứ đi báo thoải mái. Nè, tao nói với mày rồi, đừng có lùm, mình cũng đừng đem lại trả gì mất thời gian. Người ta còn nghi ngờ mình ăn cắp nữa thấy không? Đặt lòng tốt không có đúng chỗ vậy đó. Em đâu có biết đâu. Quá đen. Nghĩ tới giờ em vẫn còn tức, em nói chị nghe nha. Nãy ổng là cha là chú láng tuổi cha chú mình á, chứ thôi em bay em đánh ổng rồi đó. Tao nói mày rồi là đừng có lượm lượm đem trả cho người ta không cảm ơn mà người ta còn nghi ngờ mình là ăn cắp nữa, mày nhìn thấy nhục không? Ủa chị, thì mình có lòng tốt thôi, em lượm cái bóp đó đem về trả cho chú, tưởng chú cảm ơn mình, ai về đâu không cảm ơn mà ngược lại chửi vô mặt chị em mình nữa. Mày á tào lao lắm, làm chuyện bao đồng lắm, bớt đi nha, mày bớt đừng làm chuyện bao đồng vậy nữa chưa? Biết rồi. Dạ. Con nói nghe nè, cha nhớ kỹ lại coi cha có quên gì không, chứ sao mà người ta lấy mà người ta còn đem qua trả được, con thấy hơi kỳ kỳ rồi đó. Quên cái gì mà quên, tao đang tức mình già đầu hai thứ tóc rồi còn bị đứa mấy đứa nhỏ nó xài xể, vừa mất tiền bừa vừa bị xài xể nữa. Con thấy người ta có xài xể gì đâu, nhưng mà ý là cha nhớ kỹ lại coi, chứ con thấy nó hơi bị lấn cấn. Người ta lấy là người ta sẽ lấy luôn, còn lần này đem qua cho cha mà người ta còn thề thốt gì nữa, con thấy con không tin người ta lấy rồi đó. Mày mới tính cha mày hả? Trời ơi, một đồng một cắt gì tao cũng không sót được mà làm sao mà cái chuyện mà quên cái vụ đó được. Trời ơi, con biết là một đồng một cắt cha cũng không có sót, nhưng mà nhiều khi lỡ mất bóp rồi cái cha lính quýnh cái về cho quên thì sao? Lính quýnh gì mà lính quýnh nữa? Cha. Cha gì mà cha? Mày á, cha mày mà mày không binh thì binh ngoài hoài á, thì mày giỏi mày ra ngoài mày ở với người ta đi, tao không nói chuyện với mày nữa. Trời ơi, nghĩ cái giận đó. Hết nấu rồi. Bà con ơi, người ta đã có lòng tốt trả cho mình rồi, thì mình đừng có nghĩ xấu cho người ta, làm chi tội nghiệp lắm. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đây cũng có đó.